quý vị khán thính giả của VNTV. Thưa quý vị, trong chương trình Tất Đất Tất Vàng ngày hôm nay thì chị em chúng tôi Vân Anh cùng với Lily Lu, cô là Loan Officer, sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị những cái tin tức rất là cần thiết trong vấn đề địa ốc, phải không Lily? Dạ, chào chị Vân Anh, chào quý vị đang xem chương trình VNTV. Thưa quý vị, chúng ta đang bước vào những ngày cuối năm rồi thì người Việt Nam của chúng ta hay nói là cuối năm mình làm sao mình lo những cái món nợ của mình, sao mình phải trả hết hả? Dạ, thì khi mà nói về địa ốc tại Hoa Kỳ đó thì cái nợ của nhà đó thì khó có thể nào mà trả hết được. Nó lâu dài lắm hả Lily ha? Dạ. Tuy nhiên là một người chuyên viên giúp đỡ cho những người mua nhà thì là người loan officer thì Lily có cái những cái cách như thế nào hoặc là những hướng dẫn như thế nào để cho người mua nhà có thể trả căn nhà của mình nhanh nhất? Dạ, cái câu hỏi này là Lily được hỏi rất là nhiều. Tại vì thường người Việt Nam của mình á, họ không muốn có nợ nhiều. Đúng nên rồi. Khi mà có tiền á, họ đều muốn là trả bớt như trả credit card, trả mortgage. Thì Lily thường trả lời với khách của Lily á, là có rất là nhiều cách, nhưng mà Lily thấy hai cách đó mà quý vị có thể áp dụng. Cái thứ nhất có là khi mà mình trả đó thì mình thường á, là thường khi mà họ gửi bill về cho mình đó thì mình trả hàng tháng, nhưng bây giờ mình phải trả hàng tuần hoặc là trả hai tuần một lần. Thì khi mình trả như vậy á, mỗi lần mình trả thì cái tiền lợi, tiền gốc á, nó sẽ xuống. Thì khi nó xuống thì cái tiền cái payment tiếp theo của mình á, nó sẽ dựa vào cái tiền gốc của cái đợt mình mới trả thì nó sẽ thấp hơn. Và cái cách thứ hai thì thường là mình mỗi năm mình khai thuế đó thì mình thường hay lấy tiền lại được đó chị. Đúng rồi. Thì cái tiền đó là giống như mình có thể bỏ một phần vào trả cái tiền principal là tiền gốc. Thì nó sẽ cũng giúp rất là nhiều. Thưa quý vị thấy là mà cô Lily Lu, cô là loan officer, là chuyên viên trong mượn tiền, đã hướng dẫn cho chúng ta những cách làm sao để chúng ta có thể có được cái giấc mơ là trả hết nợ căn nhà. Dạ, trả sớm hơn. Trả sớm hơn. Lily ơi, như vậy khi mà chúng ta trả sớm hơn thời hạn á thì chúng ta có thể rút bớt cái tiền lời không Lily, hay là cũng y chang như vậy? Dạ, để Lily cho chị Văn Anh với lại quý vị một cái ví dụ. Dạ. Ví dụ 200.000 tiền mortgage là cái tiền loan đó, thì với cái tiền lời là 4.875 và 30 năm, thì thường Việt Nam mình là hay đi với lại 30 năm, thì tiền hàng tháng mình phải trả là 1.050 đồng. Thì trong vòng 30 năm tiền lời, tổng cộng tiền lời á, sẽ là 181.000. Bây giờ mỗi tháng chị, ví dụ chị Văn Anh bỏ thêm chỉ 100 đồng thôi, là tiền thay vì mình trả 1.050 thì bây giờ mình sẽ trả là 1.150. Nhưng mà cái tiền tổng tiền lời á, của khi mà mình trả hết rồi đó, tổng tiền lời bây giờ nó sẽ còn là 145.000. Thì sự chênh lệch 181.000, 145.000 là 36.000. Và chị sẽ trả sớm hơn được 5 năm. Thay vì 30 năm thì bây giờ là 25 năm là mình đã trả xong hết. Và thay vì mình trả đúng số tiền thì mình chỉ bỏ vào 100, thì cái tiền 100 đồng đó nó sẽ vào cái tiền gốc. Nó sẽ giúp đỡ mình rút gọn được cái khoảng thời gian mà trả tiền. Wow, rất là hay phải không quý vị? Cho nên thưa quý vị, một lần nữa quý vị có tất cả những cái thắc mắc về chi tiết về cái chủ đề mà Lily chia sẻ với chúng ta ngày hôm nay, là làm sao để trả hết nợ căn nhà của chúng ta sớm hơn thời gian ấn định, thì chúng tôi có số điện thoại của cô Lily ở trên màn ảnh để quý vị có thể gọi cho Lily. Lily sẽ sẵn sàng trả lời tất cả những thắc mắc của quý vị. Yeah. Và thưa quý vị, một lần nữa thì chương trình Tất Đất Tất Vàng của chúng ta được sự bảo trợ bởi văn phòng của chuyên viên địa ốc là anh Kevin Huỳnh, cũng như là anh Bình Trần, cũng là chuyên viên cho vay tiền mua nhà cũng như là cơ sở thương mại. Và chúng tôi có số điện thoại trên màn ảnh. Các anh chị trong công ty địa ốc này gồm có anh Bình Trần, anh Kevin Huỳnh cũng như là chị Lily Lu, lúc nào cũng hỗ trợ cho VNTV cũng như là các công tác sinh hoạt trong cộng đồng người Việt của chúng ta tại San Diego. Cho nên một lần nữa, quý vị ủng hộ cho VNTV thì quý vị ủng hộ cho các chủ nhân, các cơ sở thương mại đã ủng hộ chúng tôi, trong đó có chị Lily Lu. Như vậy thì cộng đồng Việt Nam của chúng ta sẽ ngày càng lớn mạnh. Cảm ơn chị. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Vân Anh và Lily ngày hôm nay. Và chúng tôi xin nhắc lại quý vị, ngày hôm nay thì chị Lily đã chia sẻ với chúng ta cách làm sao để chúng ta có thể trả hết tiền căn nhà của chúng ta sớm hơn dự định. Một lần nữa, mọi thắc mắc
về địa ốc, về loan, xin quý vị gọi cho chị Lily Lưu qua số điện thoại của chúng tôi có trên màn ảnh. Và mọi thắc mắc về địa ốc, về mua nhà, bán nhà, mượn tiền, chúng tôi có anh Kevin Huỳnh, các anh Bình Trần cũng như là chị Lily Lưu là một team với nhau, yeah. Một group với nhau sẽ giúp cho tất cả quý vị khi quý vị cần bất cứ một dịch vụ gì, mua nhà, bán nhà cũng như là cơ sở thương mại. Cảm ơn chị Văn Anh và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VNTV.